Xin chào tất cả anh chị. Và cuối tuần này, đó là vào chủ nhật tuần này đấy, thì Linh có tổ chức một cái chương trình, đó là bí mật sức khỏe hoàn hảo. Và làm thế nào mà Linh đã giúp cho người mẹ của Linh đấy, là từ đang bị ung thư và sau đó chỉ trong vòng 3 tháng đó là hết về căn bệnh về ung thư. Và sau đó thì Linh cũng giúp được cho rất nhiều cái người bạn của Linh đã hết về cái căn bệnh về ung thư. Và trong đó chính bản thân của Linh, đó là trong 10 năm qua thì không cần phải uống thuốc. Vậy thì bằng những cái phương pháp nào mà Linh đã có được một cái sức khỏe tốt như vậy? Và trong quá trình mà Linh nghiên cứu về cái phương pháp để làm sao để mà chữa bệnh cho người mẹ của mình đó, và dựa trên những cái thói quen mà trước đây mà Linh đã ứng dụng cho cái sức khỏe của mình, thì Linh mới nhận ra một cái điều như thế này anh chị. Tức là ngày xưa, đó là tại sao khi mình đang còn trẻ và Linh hay bị những cái căn bệnh, ví dụ như Linh bị về rối loạn tiền đình này, bị đau đầu này, rồi sau đó Linh bị viêm họng, và sau đó thì mình chỉ cần uống một chút đá thôi thì sau đó là mình bị cảm, rồi mình bị ho, mình sốt, và sau đó dẫn tới là thường xuyên bị ốm vặt. Và cái cảm giác khi mà mình bị bệnh tật, mình ốm đau như vậy đó, là mình bị trì trệ về công việc và mình nó ảnh hưởng tới công việc của mình rất nhiều. Trong lúc đó mình là một thanh niên trai tráng mới 18, 19, 20 tuổi, nhưng tại sao mình lại bị rơi vào cái tình trạng đó, bệnh tật nhiều như vậy? Và sau đó Linh mới tìm ra được những cái vấn đề và tìm ra được những cái nguyên nhân, và sau đó Linh đã có được những cái giải pháp, những cái phương pháp để giúp cho mình có một cái sức khỏe tốt. Và từ đó đến nay thì Linh đã có một sức khỏe tốt. Và Linh mới phát hiện ra là có 3 cái thứ mà nó dẫn tới, đó chúng ta gây nên, đó chúng ta có bệnh tật. Thứ nhất ấy, đó là chúng ta có một cái tâm bệnh. Cái đầu tiên đó là về tâm trí của chúng ta. Vậy thì trong cái tiềm thức của chúng ta, nó đang bị vấp phải một số cái vấn đề và dẫn tới nó bị ảnh hưởng và nó bị cài đặt vào trong tâm trí của chúng ta rồi. Và những cái điều đó nó gieo rằng cho chúng ta, nên là có những cái trường hợp đó chúng ta chữa bệnh lần này cho đến lần khác nhưng chúng ta vẫn không giải quyết được, bởi vì trong tiềm thức của chúng ta đã có điều đó rồi. Và trong chương trình chủ nhật tuần này đó, thì Linh sẽ giúp cho tất cả anh chị em chúng ta gỡ bỏ được vấn đề về tiềm thức của chúng ta và chúng ta hiểu được về cái sức mạnh về tâm trí của chúng ta. Bởi vì 80% cái sức mạnh chúng ta nó đến từ tâm trí. Và trong chương trình này thì buổi sáng Linh sẽ giúp cho chúng ta giải quyết về tâm trí của chúng ta. Chúng ta phải giải quyết được vấn đề từ trong tâm trí của mình. Thì khi chúng ta có một cái tâm trí khỏe mạnh thì lúc đó chúng ta mới có một cái cơ thể khỏe mạnh được. Vậy thì làm sao để chúng ta phải có một cái tâm trí khỏe mạnh? Thì đầu tiên đó là chúng ta cần phải xóa bỏ về những cái tiềm thức, những cái ký ức xấu của chúng ta. Và sau đó chúng ta cài đặt lại những cái tiềm thức mới, những cái ký ức mới. Thì lúc đó chúng ta mới có một cơ thể khỏe mạnh. Và trong cái buổi sáng đó, Linh cũng sẽ hướng dẫn chúng ta về cái bài thiền này, về cái cách mà chúng ta làm bài thiền buổi sáng để chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh, về cái bài biết ơn, về cái quy trình biết ơn để chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh. Và mỗi buổi sáng sớm Linh sẽ hướng dẫn cho anh chị của chúng ta. Và chương trình này phù hợp cho ai? Chương trình này phù hợp cho những anh chị nào mà chúng ta đã bước qua cái tuổi đó là từ 35 đến 40 trở lên và chúng ta đang gặp vấn đề về sức khỏe, thì chúng ta hãy có mặt tại chương trình này để chúng ta có một cái sức khỏe hoàn hảo, chúng ta có một cái sức khỏe tốt để chúng ta không bao giờ quốc nữa, ok chưa? Và đó là cái buổi sáng Linh sẽ hướng dẫn chúng ta về cái này. Và những anh chị nào mà chúng ta để lại tên và số điện thoại, chúng ta comment dưới cái đoạn video này thì Linh sẽ tặng chúng ta một cái bộ video về 30 ngày NLP. Và 30 ngày này nó sẽ giúp thay đổi được tâm lý chúng ta để chúng ta có một cái thể khỏe mạnh, và chúng ta có thể học nó trước ở tại nhà, sau đó chúng ta đến tại lớp học thì lúc đó chúng ta học nó tốt hơn. Và hãy nhớ chương trình này là Linh làm nó bình thường, giá nó là 999.000. Và trong cái chương trình lần này, Linh sẽ ưu đãi cho 50 người đăng ký đầu tiên, đó là chúng ta được hoàn toàn là miễn phí. Hãy nhớ nha, tất cả là 50 người đầu tiên đăng ký trong chương trình tuần này thì Linh sẽ tặng nó là hoàn toàn miễn phí cho chúng ta khi mà chúng ta comment dưới đoạn video này và sau đó share cái video này về cái tiền của mình, và sau đó Linh sẽ tặng chúng ta hoàn toàn miễn phí và kèm theo đó là tặng cho chúng ta về cái video 30 ngày NLP. Ok chưa chị? Linh sẽ tặng cho chúng ta về điều này. Và sau đó đến buổi chiều đó, Linh sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho anh chị, đó là chúng ta về cái thể thao. Chúng ta cần phải có những bài tập nào để chúng ta có một sức khỏe tốt. Chúng ta thường đó là hay tập về cơ tay này, tập về cơ chân, nhưng đó không phải là những cái khối cơ quan trọng. Đó là những khối cơ làm chúng ta đẹp, nhưng khối cơ mà để chúng ta có sức khỏe tốt đó chính là cơ bụng. Cái cơ thứ hai đó là về cơ lưng. Thì Linh sẽ có những bài tập mà chúng ta hoàn toàn có thể tập ở nhà để chúng ta có một cái sức khỏe tốt. Và cái thứ ba mà Linh sẽ chia sẻ chúng ta đó là về cái chế độ dinh dưỡng ở tại nhà, mà chúng ta dùng những cái dinh dưỡng như thế nào, chúng ta ăn uống ra sao để chúng ta có một cái sức khỏe tốt mà chúng ta hoàn toàn có thể làm tại nhà, và với chi phí nó rất là thấp và chúng ta hoàn toàn có thể làm ở nhà để chúng ta có một sức khỏe tốt. Ok anh chị?
Và trong cái chương trình lần này đó thì Linh có tặng cho tất cả chúng ta, đó là một cái bài test để chúng ta kiểm tra về cái sức khỏe của chúng ta, và chúng ta kiểm tra được về cái tỷ lệ mắc bệnh ung thư của chúng ta như thế nào. Đó là một cái máy scan, và máy này đó là ở Mỹ, và Linh mới đưa về Việt Nam và sẽ giúp cho chúng ta có cái bài test này. Và ở Mỹ, và chiếc máy này đó, khi mà chúng ta test thì thường chúng ta phải tốn 100 đô. Và lần này 50 người đăng ký đầu tiên, Linh cũng sẽ tặng cho chúng ta hoàn toàn một cái bài test này, hoàn toàn là miễn phí. Hãy để lại tên và số điện thoại và đăng ký dưới clip này và chúng ta được nhận nó hoàn toàn là miễn phí nha anh chị. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị, và chúng ta hẹn gặp nhau vào cuối tuần này, vào ngày chủ nhật của tuần này. Chúng ta sẽ học từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Và Linh cùng với ekip của Linh sẽ có chia sẻ về tâm trí, sức khỏe về tâm trí, sức khỏe về thể thao. Và một người bạn của Linh sẽ chia sẻ về cái khoa học về dinh dưỡng để chúng ta có một cái sức khỏe tốt. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại.